Anh em đọc truyện thì bớt 1-2 giây để ấn đăng ký với ấn like để ủng hộ mình nhé. Đấy cũng là cái động lực để mình làm tiếp các tập mới và các bộ mới để cho anh em. Con người, chân thần loài người, sao các người có thể xuất hiện ở đây được? Nơi này là khu vực trung tâm của đám ác ma. Như thế thì chắc chắn đám ác ma muốn ăn thịt người, nên bắt đầu nuôi dưỡng con người rồi. Chúng ta chỉ là đi nhầm vào nơi này. Ma đầu quái kia, nói người khá quen thuộc nơi đây. Ta muốn hỏi ngươi rời khỏi tầng 6, rời khỏi nơi này. Đó là chuyện không thể nào làm được. Ta nghe nói ngươi vẫn bị ác ma xem là đồ ăn. Mùi vị này có dễ chịu hay không? Nếu như nói cho chúng ta biết, ta có thể đưa ngươi rời khỏi đây. Vực sau ma vực khổng lồ như vậy, ngươi hoàn toàn có thể trốn trong một góc nào đó, thoát khỏi vận mệnh hiện tại. Đây, được, ta sẽ dẫn các ngươi tìm đường đi ra ngoài. Bây giờ những ác ma kia đang tính toán bí mật chiếm lấy phương pháp rời khỏi vực sâu ma vực. Hơn nữa hình như bọn chúng đang đụng phải một vài kẻ địch khó giải quyết. Một vài người canh gác ở cửa có lẽ là cũng sẽ bị điều đi. Phương pháp rời khỏi vực sâu ma vực, đúng, mặc dù rất khó tin, nhưng mà ta ở hiện trường, cho nên nghe rất rõ ràng. Bọn chúng nói có thể rời khỏi nơi quỷ quái này. Trước tiên không quan tâm đến cái này nữa. Con đường rời khỏi tầng thứ 6 nằm ở đâu? Đi theo ta. 3 ngày sau, núi lửa. Đến cửa khẩu rồi. Nơi này có bộ tộc ác ma canh giữ, cẩn thận đừng để bị nộ. Nơi này chỉ là bãi chăn nuôi của ác ma mà thôi. Có quan trọng như thế hay không? Còn đặc biệt phái người trông chừng. Đương nhiên, bộ tộc ác ma là một bộ tộc rất là biết hưởng thụ. Dục vọng ăn uống rất là quan trọng đối với bọn chúng. Nhưng lần này đã có nhiều cường giả quấy nhiễu. Đám ác ma đóng quân ở đây hẳn là sẽ giảm bớt. Vì thế ta mới nói đây là một cơ hội. Cái gọi là người xâm nhập có lẽ là đám người của Đông Phương Thần Quân phải không? Chúng ta cứ tiến lên như vậy à? Chắc chắn là không được rồi. Nếu như chưa giải quyết những ác ma này, bọn chúng có thể nhanh chóng triệu tập rất nhiều người của tộc bọn chúng. Ta nhiều nhất là bị bọn nó ăn một lần, các ngươi kết cục không nói trước được đâu. Đã như vậy, ta sẽ cố gắng làm mồi nhử một lần, các ngươi tập kích ở sau lưng thấy sao? Thế thì vất vả cho ngươi rồi. Một nén hương sau, trong thành bảo. Chốt, ơi, để ta xem ngươi trốn kiểu gì? Để ta xem thử. Kiên à, là quái ngư. Xem ra hôm nay chúng ta lại có thêm đồ ăn rồi. Con cá này đúng là biết chọn thời gian. Chắc hẳn lúc ở trên bàn ăn nó đã nghe thấy tin tức gì đó. Không thì nó đã chẳng toan tính là chạy trốn ngay vào thời điểm này. Còn đợi gì nữa, lên. Não nục, lần này nó thuộc về ta nhé, có phúc ăn rồi. Vớ vẩn. Hai thần quỷ nguyên trước, con quái ngư này đã chạy trốn. Không phải ngươi từng ăn một lần rồi à? Ông đây chưa bao giờ được ăn miếng nào. Ai cướp được thì là của người đó. Ra tay. Ngũ linh chấn áp. Có mai phục. Sao cảm giác ánh sáng này đang đè lên ta, đau quá. Bãi chăn nuôi. Có nhân tộc. Ơi, chậm một bước. Tin tức vẫn là bị truyền ra ngoài rồi. Không sao. Ác ma khác đuổi qua đây cũng cần thời gian. Chúng ta phải nhanh rời khỏi nơi đây nhanh nhất có thể. Một nén hương sau. Là âm thanh gì vậy? Là ác ma tới rồi. Na Trình, ngươi nhìn phía trước. Loài người, các ngươi đến từ vùng đất chuyển thế hay sao? Ta tên là Hắc Hỏa, là thống lĩnh của tầng thứ 6. Bộ tộc ác ma của chúng ta không tàn nhẫn như trong tưởng tượng của các ngươi. Nếu các ngươi lựa chọn ngoan ngoãn đi theo ta, ta có thể tha cho các ngươi một mạng. Ác ma lương thiện như vậy sao? Thế thì ta sẽ nói cho ngươi. Hai lựa chọn, cút hoặc là chết. Dám nói chuyện với ta như vậy, ngươi muốn tìm cái chết. Na Trình, mau né đi. Lực lớn như vậy, đây sao có thể chứ? Các ngươi tránh xa xa một chút để ta đối phó với hắn. Đúng là đã xem thường đại viên mãn ngươi rồi. Xem thử ta có nghiền nát ngươi hay không. Muốn nghiền nát ta sao? Chỉ dựa vào ngươi. Ơi, rốt cuộc là ai nghiền nát ai đây?
Đừng, đừng mà, đây rốt cuộc là cái gì? Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Sao đột nhiên hắn lại trở lên lớn như vậy? Cảm giác áp bức này, đây là sức mạnh lớn cỡ nào? Chưa bao giờ nghe qua loại thần thông có thể khiến cho nhục thân trong chớp mắt hóa thành nghìn trượng lớn nhỏ như vậy. Sao hắn lại làm được chứ?